bạn, mình cần lên lịch. Em làm gì em? Gói mực. Gói mực cho các bạn. Chào các bạn. Gói mực của cháu nó đem về ít quả bên kia thôi. Lấy cái bao gói vào đúng rồi đấy. Hôm nay gặp mình đang chuẩn bị mực. Chuẩn bị mực để cho mấy bác fan cứng. Fan cứng ở trong xóm lại đến nhà chơi. Không, bây giờ là phải để màn hình, tí nữa nó tối đã, xong rồi lên kia để thì các chú các bác mới không để ý. Để cho các bác nói chuyện tự nhiên, bây giờ mà nó sáng sáng này, các ông cứ nhìn vào đây, các ông nói chuyện. Thì cứ để nó tối thì các ông không biết gì. Mực kìa, à gì. Ổi đây các bạn, ổi này hôm qua vừa đi xin về nhé. Ổi đi xin về, chết ổng mày. Bác Sơn khan chứ. Ôi các ông cứ tự đến thì có người đến 2-3 lần thì không có nhà đâu con ạ. Bác Sơn sao nhỉ? Ông đến 2-3 lần thì không có nhà đâu. Bác. Tia. Đây tay điện thì trước làm chủ tịch chứ không phải là mũ trước của mở. Không phải mũ trước của đơn vị. Cao bố đi trước. Thế cao bố đánh giá là mời mình xuống. Chào Thái Bình. Cháu ở Xuân Côi à? Vâng, đúng rồi. Quen hơn Thái Bình. Quen hơn năm đấy. Không biết nhân viên đấy là vâng, nhân viên không có cháu đấy, chỉ có sai đấy thôi. Ở bên đấy thì quay quay có khách để một xe hay là có người quay theo.
đâu cháu có người cầm máy quay đi à đây là tất cả đây không nhìn thấy bao giờ cháu đi đâu là mọi người cầm mình đấy mà ở đây mình máy đi đâu có mà không nhìn thấy đâu cháu có máy quay riêng ở bên đấy có người đưa quần cho người máy và có người có người cầm máy quay ở đây tôi yêu mỏ đi này họ chán lắm cũng những người cầm máy quay bên đấy là toàn dân bản địa đấy là dân bản đấy không người cầm cho cầm máy quay xong rồi cháu dạy dân chỉ vì bảo nhân dân ở bên đấy nó có rét mùa này là bắt đầu vào mùa rét ạ yeah. Sáng sớm là bọn cháu năm ngoái là nó bán anh em cháu bắt đầu về đấy là buổi sáng có những lúc là xuống 5-7 độ là buổi sáng và buổi tối là lạnh vì lạnh ở đâu nó có rét gì đâu mà mưa nhiều bọn cháu ô tô mình ăn rét nhiều mưa nhiều thấy mà mưa thì bẩn lắm cái đường thế đi vào một phải mưa anh em cháu mới đi lên bản thôi đi xe sợ thì toàn quay lên Ê, em báo cáo đi các công như này nhá. Và con trai thì em mới được về, thế là thôi vì là công việc thì cũng cứ đi trả hàng cho bạn rồi là có công việc đột xuất cho nên là không về được. Thế là hôm nay mới có thời gian ở nhà. Hôm qua đi đến tận 7 giờ tối hôm qua mới về. Hôm nay mới có thời gian ở nhà. Thôi thì là cũng có những ông cũng đến 2-3 lần nhà ông xã làm trưởng thôn, ông cũng phải đến lần này là lần thứ hai này. Nên là những ông xã với tất cả mọi người ai cũng thế cứ hỏi thăm cháu về thôi thì. Thì cháu được về chơi để đợt này là cháu cũng về là biết không? Thế là thôi là cũng gọi là một tí cái quà của bên châu Phi thì tặng cho các ông lấy đâu đây? Đây là tặng cho ông châu Phi bức tặng một thì một buồn nắng bạn. Vâng. Ngày vẫn là còn tươi tươi. Thế từ đây là tại vì tiền là mua rượu đấy. Mỗi người một tí quà của cháu gọi là một tí quà ở bên châu Phi. Đi quá. Làm cũng quá. Thế giờ sao hai lại đến đây luôn. Chả mấy lúc cháu đi nó về là mấy cũng lâu quá mới về. Rồi phải là nhanh nhanh đi vợ ta lại ra sao? Mẹ có thể vô. Đấy là anh xem đó, xem. 3 tháng. Cháu phải về ra khoảng ra đây phải là 3 tháng. Thế rồi, à, thế rồi. Cháu về đấy vào đi. Chủ yếu là làm cô la về đây có tay buồn là không tay là nó đỡ đâu. Và bay một ngày bay về đây luôn là chỉ một chuyến vào Việt Nam mình sang cứu trợ thôi. Thì là bay một mạch về đến nhà luôn. Thế còn cháu vừa rồi về là cháu phải đỗ ở Qua Ba. Những đầu tiên. Qua Ba. Đây là cái này. Đây là cái vâng, tôi đi đổ tiếp xăng dầu chuyển máy bay, chuyển sang máy bay to hơn, bởi vì đi đường dài. Kiểu những cái này những cái rau. Chờ đến mấy tiếng, nha. Hai tiếng. Chờ để quay là ký được quay, không được ký được quay. Đúng. Quay qua. Quay qua thì cho bạn tươi. Cái chuyển nóng gỗ ra là từ bông ra qua năm. Cháu có những vấn đề cho họ làm được. Trước khi về là cháu mua một xe tải gỗ. Mua bán kinh doanh thì bán cô đồng luôn thì cứ để cho mấy anh em đấy họ tự đóng người lãi chứ tự đóng hay là tự bán cái ghế đóng con chó thì ghế nó chưa qua lại bên cạnh bao thì cứ để đóng tiền qua có cái gì đâu 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 có cái sâu đã ăn nón thì bơm sâu một thân nên mình chuẩn bị cái đấy. Mua tầm lượng như của mình trước đây nhỉ? Tôi cái ngôi năng suất. Ngôi chắc là 5 tháng. Để cho mua bạn nào, giống mà bán là ghi là 90 ngày. Ngôi năng suất mà lãi nhiều, đấy. Dân chủ yếu phải được bao nhiêu? Cái nhóm mà mua đi, cho dầu đi, cho nước đi, cho hạt mình đâu. Tiếp là quay có bị chín nhỉ? Không có cái gì. Không có. Đấy đâu là dân dân không phải ăn được nhiều. Nhưng mà dân người kéo đi. Nói chung là châu Phi dân số đi à. Chữ châu Á đâu đó nhỉ? Châu Phi là Angola là người dân kéo mình khoảng tầm 4-5 lần. Đấy mà cái đất đấy khi trồng cà phê thành được cái gì? Có cà phê đấy rồi, có ra được đấy rồi, có cà phê. Cà phê bên này là không có đủ tiền đi ra mà để có. Nhưng mà bây giờ nó quan trọng là cái chất đất và nó phải ưa. Nếu mình đến Tây Nguyên, ví dụ là đưa lên là
đang đang lúng ngạn nên cũng đâu có thấy một cái chất đất lại không lên đến lại cơ bản. Đất ở đấy nó như đất ở trong miền Nam như vậy. Giống đất đỏ. Ở trên đấy là ở bên đấy là cháu nhìn thấy rất nhiều cây cà phê rồi. Nhưng mà mỗi nhà chỉ có một cây hai cây thôi. Đấy là trồng xong không biết. Trồng thì không có nước đâu bà, không bán được. Nên chú bảo bây giờ dân cũng chẳng có gì ăn gì đâu. Đã được ngoại bảo là có đầu tư đã thế trồng thì nó lại để xây dựng nhà máy nữa. Đấy, phải xuống tư đầu tư. Nó xuất ngoài là một xuất khẩu. Cháu đang hiện tượng là lên cân. Đấy. Nhưng mà ông lại làm khách quá. Vâng. Là ông mà chơi rồi thì là giữa đài thì là giữa ngày ăn thường thường buổi sáng hay ăn người chân không nào thôi thì đang biết nó chọn chuyện bố nhà rồi bố tức là tôi hâm mộ cái vợ cái cao lắm và không ngày nào người ta quen mà nhà là bà ủi không phải khách sạn cái này thế kể cả con cháu này là được thích em sạn đấy bà vì nó thật ra là từ trước giờ như thế nếu không cứ có anh bên nào làm từ thiện là mình xem mình cảm động mà mình hay họ sẽ theo kể cả từ lúc mà hai vai nhau cả là lý đồ từ đấy chỗ khác nó chỗ ra làm hiện nay nó cách chỗ này không xa cứ xem cây giáp thì giáp hiện tại đang ở quê lên đồ cách chỗ cháu khoảng tầm độ 700 cây thì sao vậy hiện nay nó đang thi công một số cái căn nhà cũng xong và mấy cái phòng học của cái mạng hôm qua đây hình như là có cái buồng trường học sinh đó đến với cả xã hội đấy rồi thì là rồi mình đến đây là khai giảng xem hết là xem cái không biết không biết nhưng mà xem ông lên chơi cái là con là ông xem trên video thấy cái ông lên ngay không có nhà xong ông lại lên chẳng có nhà hôm nay là thứ ba mấy ông cháu về, ông cháu về xong cái là hôm sau nó mang đồ đi cả đi ông ơi, đông ông là bên Angola được về thì gọi là có một tí quà của Angola cái này, đúng rồi, quý rồi tôi để nó đây, không, cái này cháu mang là cháu là cháu thì cháu nó về thì có quà cho cậu quà ở Angola nhá còn áo bạn lôm lôm hai ba nào lại đúng quả nữa nào rồi ạ